Bác sĩ biết bài nào để giãn cơ sau khi chơi bóng chuyền được không ạ? Bóng chuyền là một môn thể thao gần như là hoạt động toàn bộ cơ thể chứ không phải là chỉ một mình là đôi chân hay là đôi tay đâu. Cần chăm sóc, cần kéo giãn cơ là kéo giãn tất cả những cái nhóm cơ trên toàn cơ thể chứ không phải chỉ riêng một mình nhóm cơ nào. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ cần một số cái nhóm cơ đặc biệt là hay dùng đến. Đặc biệt là môn bóng chuyền thì cơ đùi trước, đùi sau, cẳng chân trước, cẳng chân sau, cơ cẳng tay này, cánh tay này và vai, vùng cổ.